Cảm ơn anh trai Hoài Dương nhiều. Dạ thưa Dân, lời nói đầu tiên cũng cho phép ban Hoài Dương hợp xin gửi lời chúc tất cả các đại gia đình có mặt trong ngày kỳ cơm nhà anh Chính hôm nay. Dưới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để tiếp tục trình thì xin gửi đến một bài tân cổ cũng rất quen thuộc của Diễn Châu, được mang tên Sông Quê, mời gia đình cùng lắng nghe. Sông quê nước chảy đôi bờ, bởi anh chính dài mười khờ sông chảy tràn trong trí nhớ, là nghe bên lỡ là ngắm ở đồi. Mỗi ngày em qua bên này sọc đi hồng, dưới bên con đò trong bóng mù. Điều nhớ
Xin yêu cầu này gia đình.